Xin chào các bậc phụ huynh và các em học sinh. Hôm nay thầy Nguyễn xin giới thiệu với các bậc phụ huynh và các em học sinh một chủ đề, đó là sự quản lý học tập ở nhà đối với lại các em học sinh của các bậc cha mẹ. Trong thực tế thì đa phần các bậc phụ huynh quản lý tốt việc học tập tại nhà của các em học sinh. Tuy nhiên sẽ có không ít các bậc phụ huynh vì điều kiện công việc mà không có thời gian quản lý việc tự học ở nhà của con em mình. Đã có rất là nhiều các em học sinh khi mà không có sự quản lý của bố mẹ thì cái ý chí học tập không thắng nổi cái tính ham chơi, dẫn đến mà cái quá trình học tập của các em bị mất gốc kiến thức. Vậy đối với các gia đình như vậy thì có rất nhiều giải pháp để giải quyết các vấn đề đó. Có thể là giải pháp online, có thể là giải pháp trực tiếp. Thì Pháp Quốc Ít xin gửi tới quý bậc phụ huynh cái gói dịch vụ, đó là quản lý sự tự học của các em học sinh tại trung tâm của Thịnh Pháp Quốc Ít. Tại đây thì các em học sinh sẽ được hướng dẫn học tập các môn học của buổi sau. Khi quá trình học tập của các em bị vướng mắc thì Thịnh Pháp Quốc Ít có đội ngũ sẽ hỗ trợ để giải đáp các thắc mắc của các em trong quá trình học tập của các môn của ngày hôm sau. Các bậc phụ huynh nào mà thấy còn vướng mắc trong vấn đề đó thì cứ hãy liên hệ với thầy Quyến, thì thầy Quyến cùng đội ngũ sẽ giúp quý bậc phụ huynh một cái giải pháp tốt nhất cho cái vấn đề quản lý học tập của các em học sinh ở nhà. Thì Pháp Quốc Ít cùng đội ngũ sẽ đưa ra một cái giải pháp hợp lý nhất với các bậc phụ huynh trong vấn đề quản lý các em học sinh tại nhà. Các bậc phụ huynh hãy liên hệ theo số điện thoại hotline là 0773629559. Cảm ơn các bậc phụ huynh và các em học sinh đã chú ý theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bậc phụ huynh và các em học sinh ở các video tiếp theo.